Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị em. Hôm nay em xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em một miếng đất nền của khu dân cư 91B nha. Phường Lợi, quận Kiều, thành phố Cần Thơ. Diện tích nền là 4m5, chạy dài 18m. Nền có là đường rất đẹp. Đây, để quay ra vị trí đường cho quý cô chú anh chị xem. Đây là đường này, đường 10m nha. Nhựa 10m. Lề thì nó 4m. Lề 4m. Từ mí nền của mình chạy vô, từ mí lề chạy vô thì 18m. Bề ngang 4m5. Đất khu dân cư nha. Dạ, chủ gửi bán bên em là 3 tỷ 450, có thương lượng nhẹ nha. Nhìn vòng thì nhà ở nhóc giờ này mét ba khu này. Sao này giai đoạn 2. Đây ra đèn xanh đèn đỏ thì nó có tầm khoảng đèn xanh đèn đỏ của đường Trần Hoàng Na nói đối với ngã tư 91B đó thì tầm 300m à. Quay vòng vòng cho quý cô chú anh chị xem. Đây, nhà ở vòng vòng hết trơn thấy không? Đông đúc hết trơn. Nền rất đẹp. Này nền này thì nằm vị trí hướng hướng nam nha. Nữa quý cô chú anh chị vừa ý các nhà là nhà mặt tiền quay về hướng nam. Rồi để bây giờ chạy dẫn đường ra ra chỗ đường Trần Hoàng Na của nói cầu Cần Thơ đó. Đường đó là nó từ Nguyễn Cừ nó dài qua cầu Cần Thơ, qua bến xe Cần Thơ đó. Rồi giờ để review cái đường chạy ra. Chạy ra tới trước là mình quẹt trái cái nghe chú anh chị, quẹt trái bên này. Rồi tới đây cái mình quẹt phải ra là tới đèn xanh đèn đỏ, tới đèn xanh đỏ liền à, tới đèn xanh đỏ khu dân cư 91B, đường ngã tư đường Trần Hoàng Na. Xích qua bển tí xíu là đường Nguyễn Văn Linh rồi, không biết cô chú anh chị. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video, cảm ơn rất nhiều. Số điện thoại em là 0396400040 nha. Cái gì liên hệ với em sẽ dẫn coi nền. Vừa ý thì sẽ hẹn chủ lại gặp quý cô chú anh chị em. Cảm ơn rất nhiều.